Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy này nó đến từ thương hiệu của Robin nha các bạn. Và nó có tên là NB260. Cây NB260 này nó có cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 26cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe ha. Đánh cước được luôn nha các bạn. Đánh cước rất là ngon. Nó mang một cái chế hòa khí quanh rồ ha, chế hòa khí quanh rồ. Các bạn xem cái đồng của nó còn rất là đẹp ha, máy hoàn toàn rất là đẹp luôn. Cái Robin này rất là ngon nha các bạn. Tum này là tum kim loại nha các bạn, xài rất là bền. Chi tiết đều còn rất là đẹp các bạn, rất là đẹp nha. Rất là hoàn hảo luôn, hoàn hảo ha. Công tắc nó được bố trí đây ha các bạn, đây, công tắc đây ha. Robin này nắm rất là ngon luôn, này tum kim loại nha các bạn, không có dễ gì hư nó nổi ha. Này nắm một dây đeo nè, còn dây rút kim nữa nè ha. Cầm nó nè, rất là đẹp ha. Đó, quan sát dấu, mấy dấu này là dấu nó để cái vị trí cái cầm đó các bạn, để mình dễ lắp ráp ha. Nằm phía phải ha, bàn tay ga rất là nhẹ luôn. NB260 Robin ha, đẹp, láp còn rất là đẹp các bạn, đang có màu vàng luôn, cùi nữa nè, cùi nó rất là đã nha, cùi nó có siêu chống dính cỏ, chén ép ngược từ dưới lên nè ha, rất là êm các bạn, cùi rất là ngon luôn, và ở dưới nó có chống mài mòn nguyên khối luôn các bạn, chống mài mòn của nó đây ha. Cỏ chén ấp ngược từ dưới lên khích rất là ngon, không có dính cỏ ha. NB260 các bạn, rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Xem ha, tắt nha, giật lại nha, đề ba rất là khỏe luôn. Tì ấm thỉnh luôn, cắm nó chạy quay rất là lâu ha, rất là trơn. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Robin NB260 cái này là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0
7 6 5 9 5 9 9 5 8. Xin mến chào các bạn nha.